Anna xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta học từ vựng attempt to commit a crime. Từ vựng này nằm ở phần 12.1.22 của đơn N400. Nghĩa tiếng Anh là try to do something illegally. Mọi người học từ vựng và phát âm. Từ cố gắng attempt. Từ phạm tội to commit a crime. To commit a crime. To commit a crime. Cố gắng là try to. Try to. Từ làm do. Do. Điều gì đó. Ở nhà something. Something. Một cách bất hợp pháp illegally. 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 Vậy thì attempt to commit a crime, nghĩa tiếng Việt là cố phạm tội, nghĩa tiếng Anh là try to do something illegally, tức là cố làm điều trái luật. Mọi người liền nghe nha. What does attempt to commit a crime mean? It means try to do something illegally. What does attempt to commit a crime mean? It means try to do something illegally. What does attempt to commit a crime mean? It means try to do something illegally. Bây giờ thì Luyện nói nha. It means try to do something illegally. It means try to do something illegally. It means try to do something illegally. Mọi người cùng qua phần thực hành. What does attempt to commit a crime mean? Mọi người xem lại câu hỏi và câu trả lời, sau đó chúng ta sẽ qua phần ôn bài. Ôn bài học, flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ. Kế tiếp, điền vào chỗ trống. Mọi người xem lại với đáp án. Ôn bài cũ, hãy sắp xếp đúng thứ tự nghĩa của từ illegal activity. Sau cùng, hãy chọn bên trái hay bên phải là đúng. Mọi người hãy dò lại với đáp án.